Hey yo, chào các bạn, và đây là blog đầu tiên của mình. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề dịch bệnh đã khiến học sinh nghỉ gần 2 tháng trời nha. Chắc đây là kỳ nghỉ Tết lịch sử mình phải kể cho con cháu mình nghe mới được. Về dịch bệnh này mọi người cảm thấy như thế nào? Con mình rất là kinh tởm. Nó còn làm cho kinh tế nước nhà giảm hụt. Và những gì mình thấy gần nhất là xung quanh mình, những người bán hàng mà không bán được hàng. Ở ngoài đường chẳng có ai. Nhiều người thì nói, có gì đâu mày ơi, đâu có liên quan tới mày đâu. Nhưng các bạn biết đấy là dù món hàng bạn để lâu nó sẽ quá hạn sử dụng và không sử dụng được. Và kết cục là dẫn đến nhiều nhà làm ăn thua lỗ và kết là gì? Nợ nần chồng chất. Thông tin gần đây thì dịch bệnh có sự giảm hụt nhưng mà nó vẫn đang lây nhiễm nha các bạn. Mình nhớ điều đó. Cẩn thận. Một bài báo nói về những người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đấy. Họ sống ở trên chung cư và họ biết mình sẽ chết. Họ quăng rải tiền khắp nơi, từ chung cư rơi xuống. Rich kid dữ men. Và những thông tin mình biết gần đây nữa là không tiêu hủy được 40.000 tấn sầu riêng và 40.000 tấn gì đó mình không nhớ nữa. Các bạn nên cẩn thận khi ra đường nha, nguy hiểm lắm. Xin chào và tạm biệt các bạn, đây là blog đầu tiên của mình, nhớ like, share, subscribe.